Đấy, có thằng mình hơn nó 2 3 tuổi, mấy thằng em nó còn chơi giỏi, chơi căng hơn mình. Sau ông cậy hơn tuổi ông chết cái mồm cứ bảo không trả trả cái gì, phải nói hết cả lẫn linh tinh hết cả, đang chuyện nọ đang con gà chuyển nhẹ sang con chó. Ê, nói tí rồi mà cứ anh như mày chơi này chứ mày thì thần kinh kém với nọ kia. À, nó không để lại anh hết thì đá ông nào cầm vòi. Sao sao kẹo nghiến răng vậy anh? Ừ nhỉ, thế đéo là cái kẹo nó lại nghiến vậy nhỉ, cắn hại thật. Nó bình thường mà nghiến vậy tôi nghĩ là cái sao vậy? Để mai nghiên cứu lại xem này, mai để anh đặt đồ xong rồi anh điện thằng thằng bán đồ nó cầm đến, anh hỏi rõ ra môn ra khoa xem tổ bố chúng mày mày hỏi hỏi bên trên chúng mày xem là nó nghiên cứu kiểu gì mà nó định cứ nghiến kẹt kẹt vậy ấy. Chứ bây giờ anh em mạt hết răng rồi, xem mà đề xuất xem là chúng mày về xem là chúng mình nghiên cứu lại xem là nó có cái loại nào nó ngon hơn tí nữa không, đỡ nghiến không, mà đeo nghiến răng nó đeo đi cảnh mạnh mấy không ạ, khi nào ông nghiến răng quần quẹt đi cảnh đi kiếc nó vui. Bây giờ bảo không nghiến thì để đéo thấy gì ấy, mọi khi là anh chơi vào anh căng hết cái thần kinh nó căng, cái này nó ảnh hưởng trực tiếp vào cái hệ thần kinh, nó kéo căng hết cả các cái lòng tử các tĩnh mạch đấy, kéo căng mà bây giờ hàm nó đang bình thường bây giờ nó co rút lại ơi, kéo rút lại bắt buộc ông nó ê kêu là ông phải phải nghiến này không phải căng. Ông chơi lại rồi chơi chơi cái đéo rồi tôi chơi làm gì, làm sao sao tôi chơi, tôi không bao giờ tôi chơi lại, tôi chơi gì cái của khỉ đấy, tôi chơi cái đấy tôi bảo thời này thời nào thì mà ông bảo tôi quay lại cái đấy làm gì, bao nhiêu năm rồi cũng hiểu hết rồi biết hết rồi, cùng cho lắm ấy thì gọi là vui vui, thế là cả lũ đã đớp thì còn mỗi một mình không đớp thì thôi, anh cũng thôi anh lâu rồi không chơi, sức khỏe nó giờ nó cũng yếu rồi, anh làm một đường thôi, anh làm một ý là anh làm một đường thôi, hoặc thôi anh kéo hơi này thôi nhá, vậy thôi. Đấy, đến lượt vòng nữa rồi thôi nhá, anh lần này thôi nhá, xong rồi lại cứ chuyện thì chuyện chuyện ngồi chuyện thế đéo rồi cái câu chuyện của đớ ấy. Ông ạ à, câu chuyện của đớ nó cũng rành mạch cái chứ nhỉ, có khi cũng nhiều lúc cũng rành mạch, đôi khi nó chỉ hơi lẫn lẫn vậy, người ngoài mới thấy lẫn, còn các ông nói chuyện với nhau nó thông cảm với nhau hết. Mẹ phải nói là mấy ông nghẹo đớ với nhau, mấy ông đớp xong các ông đều thông cảm với nhau hết, thương nhau lắm, 9 bỏ làm 10 mà tất cả bỏ vào mồm hết, nói sai cũng sai cũng không không tranh cãi nhiều mấy đâu, anh em lắm. Anh em mà bênh nhau lắm chứ không phải đùa đâu, mà em còn nửa hộp nữa Lâm Phạm, còn nửa hộp nữa hả? Nhà kinh tế điều kiện có không em? Nếu mà kinh tế điều kiện có thì cứ đớp hết đi, còn để phần đó để mai nữa, để phần ngày mai nữa làm gì, mãi tính ngày mai quấn nhau tình tình cảm gì. Ê trời ơi, tôi nói các ông thề, khi mà có bố đớp vào rồi, cái chuyện kẻ hai thằng này ấy, nó đã đi chơi với nhau ví dụ khoảng 10 khoảng 4 năm trước, 4 năm trước đang nói chuyện về tự dưng nó nghĩ cái chuyện 4 năm trước. Tự dưng nghĩ được ra cái chuyện 4 năm trước. Thế mới tài, xong nó hỏi nhá, hỏi nhau rồi chứ. Hỏi cái chuyện 4 năm trước mà cái thằng cảnh kia nó không biết nó có nhớ được hay không, hay là nhớ thật hay nhớ giả, mà nó cũng cái đợt đấy nhầy cũng như cũng a dua tòng với nhau đúng như thật vậy. Mình cái thằng ngồi ngoài bắt đầu nghe là cũng thủng câu chuyện ấy. Tôi hôm nọ tôi ngồi tôi hai hai xem hai thằng nói chuyện với nhau rồi, chuyện lâu lắm rồi mà nó kể vậy, thằng kia bắt nhịp luôn, không biết nhớ hay quên bắt nhịp luôn, là cũng cuốn câu chuyện luôn mà mình nghe. Tôi thực ra là tôi có chơi đéo đâu, tôi ngồi tôi xem chúng nó vậy mà đâu cứ ngửi, chúng nó ngửi không mà vì sau là cũng lẫn mẹ như vậy, xong rồi cũng lăn đến bảo vậy là vì sau làm sao em
không chơi nhé, mà cũng lăn đến ngồi xa xa. Thì phòng nó kín, nó có thoát hơi đéo gì đâu mà ngồi xa xa xa. Về sau là nó đủ đủ khói rồi, bắt đầu cái thằng ngồi cũng chết. Vậy tôi thấy mình không để ý, mình không để ý mình là mình lẫn theo chúng nó đâu. Tự dưng mẹ phải lăn đến ngồi, xong rồi ngồi gần nói chuyện chung với nhau vậy. Nhớ cả cái hồi còn bé nữa, bữa cơm trên nhà mình nhỉ, ơi nhớ hết tất cả, tức là cứ nhớ cái khúc nào là nó kể khúc đấy. Nhưng mà cái khúc mà chúng nó nhớ là nó phải ăn với cái thằng bạn bên cạnh nó cơ à, chứ không phải tự dưng mà nói câu chuyện thì nó cũng làm sao sao ấy. Có ông để ý với xem, nó phải ăn cùng cái câu chuyện chúng nó nữa cơ đấy. Cái hôm trời mưa đấy, mày cần nhớ cái hôm đấy không đấy, loại trai đại loại vậy. Như anh ơi, chúc anh buổi tối vui vẻ nhé. Cảm ơn công sống thật nhá. Mà có một mình à? Có một mình thì chủ yếu là mình hoài niệm về quá khứ thôi, ngắm thiên nhiên. Nếu mà để đớp một mình thì mình hoài, chủ yếu là đéo quay nói chuyện, hoài niệm về quá khứ, ngắm nghía rồi trải nghiệm cái thiên nhiên cuộc sống. Trời hôm nay đẹp thế nhỉ? Ơi trời này đẹp, chỗ nào cũng đẹp, cứ nhìn vậy. Đấy, chim hót cũng nhiều, nó đéo có hôn chim thì hót, đéo cũng bình thường thôi, tự nhiên lại nghĩ ra chim hót nhiều. Trời hôm nay đẹp, một mình là tự đi cảnh được. Ở dưới có cái gì ồn ào chạy xuống xem. Rồi mai bỏ, tôi muốn nuôi trí, còn từ lúc bé tí chơi toàn thở vào mắt, sau nó dính. Có ai à? Em chào anh. Anh chào Quyền nhá. Giờ tàu thủy có chịu được hai mắt không anh? Một mắt anh cũng không chịu được em ạ. Em bảo 11 năm không đụng không chạm. Đến một tí giờ đụng vào còn đang thích bồn chồn hết cả người, làm sao mà các ông amateur ấy tuần hai tuần hoặc là tháng hai tháng đớp lại thì có người nó căn được cơ thể. Mẹ cả 10-11 năm giờ đớp mà nhá, riêng bây giờ đớp mà không tỉnh nhá, đi luôn. Kể cả ngày trước chơi như thế nào, lúc ông còn đang chơi như thế nào, nên bây giờ cơ thể nó đã thay đổi khác nhiều rồi. Đấy, chạy xuống đi. Đang... Ui trời ơi, mọi như cháy à? Đã dặn rồi, đã bảo chạy xuống thì ở bầm ở dưới kìa, người ta ngồi đây người ta tinh lắm chứ, à, tỉnh như kiểu đá vậy chứ đâu phải ở trên này mà đập nghe phong phanh. Ở dưới là đã thấy là có người ở dưới rồi, cụ đi chân lạnh toát đi luôn. Tôi giờ tôi chỉ cần mẹ, bây giờ tôi ăn cái quả như kiểu giờ tôi chỉ đớp một cái quả ngày xưa, như cái năm tôi còn đang chơi cái quả 50 ngày xưa đấy, kể cả giờ cắt làm đôi ăn nửa thôi cũng đi luôn, không đi thì cũng chết lâm sàng, phải cấp cứu nữa cậu. Ngày trước thì quả 50 đánh tụng phát hết, ọc phát hết sạch sành ấy, cần thiếu ấy chứ. Quả 50 cần thiếu ấy chứ. Bây giờ kể cắt đôi ra ăn nửa thôi, đè một nửa còn để lại một nửa cũng chết đấy, không đùa đâu. Lúc cái lúc đang cái thời hưng thịnh đấy, đang cái thời mà thời vận đã đến ấy, thì quả 50 thì cũng gọi là chỉ là vui thôi, chứ ăn thua đéo gì cả. Sức đề kháng yếu rồi, không phải bây giờ nhá, tôi nói câu bây giờ nếu mà để mà quả đòn không, cơ địa nó không tiếp nhận được, không phải sức đề kháng yếu câu, ông nhầm. Mà cơ địa nó không tiếp nhận kịp, nuốt không trôi. Bây giờ tôi ăn từ từ nhá,
Bây giờ mà để mà một người như tôi mà nghẹo lại ăn từ từ khoảng một tuần, mẹ phải đồ lên vụt luôn. Nó khi cơ thể là tiếp nhận nó đồng ý rồi, mình tớ đồng ý bạn với bạn rồi. Mùng 3 ngày, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba lên như diều gặp gió luôn. Đến một tuần sau, các ông đéo nghĩ sao mình lại đô mình lên nhanh như vậy, nghiện nhanh với mức độ vậy. Thế còn bây giờ tự dưng bây giờ các ông bảo tôi làm hết hai mắt, ông bảo tôi đi chết đi à? Ăn nghe uống lắng chứ gì, ăn phát vào mồm phun ngay, phun được cái đớp vào, còn chưa kịp phun còn sùi vào mép luôn đi, chưa kịp phun đã sùi vào mép rồi. Người khỏe là còn phun được, là nó đánh căng quá là nó lịm luôn, dãy luôn, sùn luôn chứ không phun. Nhiều anh em đi tù về đớp cứ tưởng như mọi lần đớp vào toang luôn đấy. Đi về mấy năm đấy, cứ nhìn đạo cái kiểu cái câu nói gì nhỉ, có câu nói gì của cái bọn ăn tham ấy nhỉ, cái bọn ăn tham hơn tham ăn ấy, cái bọn tham ăn người ta có hai câu nói đéo gì mà đại loại, có cái câu nói của cái bọn tham ăn đấy dành cho bọn tham ăn ấy là vớ được là à, mắt thấy lòng thương đấy, hay có phải không vậy? Vậy là có bố nện, có bố cũng căn đi chứ không có phải không căn đâu mà. Căn ngày xưa chúng tôi cái lúc hệ mà anh em mà đi một thời gian về tham ăn chết hóc. Đi tham về cũng các ông cũng căn hết đấy, cũng bổ đôi cái quả cái lúc thời thịnh đấy, thời đang căng ấy cũng bổ đôi ấy chứ. Bổ đôi cũng chết thì trời. Bổ làm tư. Phải cắt làm tư may ra lại mới còn díu sập đi, còn nôn thốc nôn tháo rồi xong rồi là mà từ từ bắt đầu díu. Díu sập đi đấy là bình thường, gọi là phê quá, còn cắt làm tư còn đang chết. Anh bây giờ thôi anh ngáp cho nó lành, như giả sử mà đớp lại, có anh cũng không nghĩ cái con đường anh đớp lại đâu em ạ. Thiêu đéo cái để chơi đâu mà. Bây giờ mình đã về với đời thường rồi. Đây cái mẹ thích thú mà tội gì mình phải vướng vào đấy. Đi mẹ đi đồ sơn nó quất lâm. Đêm nay sáng mai về có phải là có tiền, nếu mà có tiền thì đồ sơn quất lâm gọi hai đứa một lúc. Thưởng thụ vậy sướng không? Không làm được gì cũng được bóp tay bóp chân bỏ tiền ra. Không dại gì mà vướng vào cái cuộc khỉ đấy. Đi đồ sơn các ông biết rồi đấy. Ngồi trong quán ngồi bảo ai uống đi, xong rồi là các em mới đến. Vào phát là các ngồi trên bàn này này, mẹ mày giới thiệu mặt hàng nó xoay vòng, mẹ mày đúng như kiểu một trong một phiên live nó có khoảng 1.000 đơn hàng ấy. 1.000 loại sản phẩm là giới thiệu xoay vòng luôn. Ui nó quay đúng như máy sắt gạo vậy. Khiếp thật, giả sắt lắm là đồ sơn sắt lắm gái nhỉ. Tôi không khác đeo đúng như kiểu cái sắt gạo và máy sắt gạo vậy, cứ xoay vòng nghìn đứa vậy. Hết sản phẩm này sản phẩm kia, các ông bảo khoảng 1.000 nhân viên thì xoay vòng đến bao giờ mới đến đứa đầu tiên vậy? Từ đứa đầu đến cuối. Nguyên tôi ngồi một lúc mà tôi phải tính khoảng, tôi tính sơ sơ khoảng 500 anh em làm cái nghề gọi là chuyên chở đấy. Con gái đông lắm, chân dài miên man đấy. Nếu mà để mà hưởng thụ cuộc sống thì cái đấy cũng là thiết thực. Dại gì mà đi ngáp đi đường thủy, xong mang tiếng mang tâm ra đi cái đồ sơn đồ xiếc đi. Có khi các chị em lại để ý ở xóm mà không may có lộ ra, các chị bảo các chị em ấy như kiểu hệ đơn cô đơn cô độc ấy, bảo anh này thì cái hệ đấy anh mạnh về vấn đề đấy, cho nên ông đi chỉnh xoạch như thế bắt đầu được để ý, được theo dõi. Có khi lại có lộc đấy không ạ, đừng tưởng. Những cái chị em mà nó có nhu cầu nó thiếu thốn một tí, bao giờ nó cũng nhỏ mắt đến những cái ông mà đi một tí đấy, nó mới đỡ bị lộ. Lâu đi gạ sao gạ đúng phải cái ông yếu sở là nữa thì dở lắm, ông từ chối xoạch xoạch ấy, xong hôm sau ông còn đi ông kể nữa chết mà hơi mà dòm vào mấy ông đĩ cái là ăn nhịp luôn đấy, cứ đồ sơn quất lâm mà đi thôi, có tai có tiếng tí có khi lại có lộc thề. Riêng ông nào đĩ nha, mà cái hệ mà hay đi hai cái môn đấy nhá, đi hai cái trường phái đấy mà có lộ ra ấy,
được các chị em để ý tới ấy. Lại có lọc chứ không phải người ta chê đâu, chỉ có vợ mình nó ghét thôi, chứ còn lộ ra cái là những chị em thiếu thốn rồi chết, chồng chết hoặc là chồng bỏ hoặc là cô đơn.